Còn giới thiệu về cá nhân thì tôi là Hoàng Xuân Quang, là chủ nhiệm của câu lạc bộ Golf Tân Sơn Nhất. Tôi cũng là thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ Tân Sơn Nhất. Thực ra thì tôi cũng là một thành viên của một câu lạc bộ vũ võ. Thì mình về cái đội câu lạc bộ Tân Sơn Nhất thì cũng mong muốn là tham gia dự giải này lần này để cùng với các đội anh em các câu lạc bộ khác để giao lưu học hỏi. Câu lạc bộ Golf Tân Sơn Nhất là một trong những câu lạc bộ ra đời sớm và hiện nay chúng tôi đã hoạt động được 4 năm. Hầu hết các cái thành viên hội viên trong câu lạc bộ hiện nay ấy, thì cũng đã trải đều ra khắp các câu lạc bộ ở phía Nam. Chính vì vậy đâm ra là năm nay là lần đầu tiên chúng tôi tham gia cái giải các câu lạc bộ phía Nam thì cũng là một vinh dự, tuy nhiên cũng là một trách nhiệm. Bởi vì sao? Bởi vì cái thương hiệu của chúng tôi, cho nên chúng tôi quyết tâm là phải bảo vệ cái thương hiệu. Anh có khó khăn khi mà các cái đội giống như là anh, cái câu của anh nói là đúng, tức là hầu hết các cái hội viên của Tân Sơn Nhất ngày xưa đúng không, bây giờ nó trải đều rất nhiều các câu lạc bộ khác hoặc là phân tán ra, thì anh thấy đấy là khó khăn hay là có cái gì cái lợi thế hay là cái áp lực gì không? Chắc chắn là khó khăn chứ. Bởi vì sao? Bởi vì là hồi xưa thì là sức mạnh nó tập trung vào một chỗ, còn bây giờ sức mạnh nó lại trải đều ra các câu lạc bộ. Nhưng mà tôi rất mừng bởi vì sao? Bởi vì là hiện nay cái phong trào golf của thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển một cách rất là rộng và rất là mạnh, thể hiện qua là rất nhiều các câu lạc bộ đã ra đời và họ cũng đã hứa hẹn một cái gì đó nó phát triển một cách bền vững. Và tôi mong như vậy, tôi mong là làm sao cái phong trào golf của thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng phát triển như thế, càng nhiều câu lạc bộ như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn một cái hướng chung, tức là mục tiêu chung là gì? Là tất cả đều là một cái sân chơi lành mạnh, một cái phong trào lành mạnh cho tất cả các golfer. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn.